Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Nguyễn Châu VN ẩm thực và du lịch. Hôm nay Châu làm món tôm sú xuất Thái. Tại vì làm xong cái cũng trời tối mất tiêu, thế nên là Châu làm thêm món sushi cá hồi ăn cùng với lại cá pasa chấm với lại nước tương Nhật Bản và Bồ Tạt Nhật Bản nha các bạn. Có thêm một cái dĩa rong biển nữa, ăn cho đỡ ngán. Sốt Thái nha cả nhà. Thơm ơi là thơm, mà nghe mùi rất là thơm và cay nồng luôn đó các bạn. Ngon lắm bạn ơi, nước sốt rất là ngon, làm theo cái nước sốt cái những cái gia vị Châu làm mà các bạn làm theo mấy cái gia vị Châu làm cũng ngon lắm luôn á. Mời cả nhà, nó thơm mùi quá. Quá ngon. Đồ tươi sống chấm Bồ Tạt hả? Vậy nè thì mới thấy ngon. Thơm quá. Chuyển tiếp món đi các nhà. Cái món cá sushi nha cả nhà. Cá tươi luôn á. Cá tươi rồi tươi luôn. Làm sushi mình ăn. Chấm với tương với lại một tạt. Mời cả nhà nha. Nó thơm, nó béo. Cho thêm miếng bột tạt.
cục chà bá. Chúng cái bồ tạc á, nó nồng lên cái đầu á, lòng ốc luôn mà đã thiệt. Biết sao cho ăn cái hồi trước cho nó ngon, ngon miệng. Tôi nói ăn cái gì ngon ăn trước, cái gì dở để sao, để họ bánh ngon họ quay phí. Nãy giờ quên ăn này. Trong biển cá hồi nó ngon quá, bà Châu nó lấp mê cá hồi, bỏ quên ăn trong biển. Cái bộ tạng, cái bộ tạng tất cả nhà nó sao nồng lên đến ốc luôn á, lên đến đầu luôn á. Bạn nào phải biết ăn để biết ăn bộ tạng thì mát được. Nhưng mà nó ngon. Cá hồi thì nó béo, nó thơm. Chấm chung với nước tương thì nó mặn mặn. Còn bồ tạc cá thì nó nằm. Trời ơi, ăn bà Châu chảy nước mũi, chảy nước mắt luôn. Rồi, xin mời cả nhà ăn cá tươi nha. Cá sa pa, ăn cá ba sa. Cá ba sa. Cá này thì ở Việt Nam nuôi. Chấm trúng một tạt luôn, cay quá, chảy nước mắt xuống mũi luôn. Cái cá ba sa này nè,
nó không 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 có béo bằng, không ngon bằng cá hồi các bạn. Cá hồi á ăn nó mềm, còn cái phi lê cá ba sai này nữa. Tôi chắc chấm sốt này, bên đây nó nồng quá này, chấm cái sốt này ăn thử à. Cá sẽ thái thử thử với cả nhà. Cá nó đang dở chấm bồ tài như nước tương cũng ngon, chấm vào cái nước sốt cũng ngon. Mình ăn cái em xoài nãy nó lăn qua mà. Xoài này á nó thơm, nghe nói là xoài rừng á, thơm ghê luôn. Xin mời cả nhà. Và cũng đến giờ kết thúc cái video của Châu nha cả nhà ơi. Cả nhà thích kênh của Châu thì ủng hộ Châu nhiều nha. À, thích cái video này cả nhà hãy đăng ký, like, share và chia sẻ cho bạn bè cùng coi nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cảm ơn các bạn. Bye bye.